Sau trận chung kết World Cup 2023, Luis Rubio, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, đã gây tranh cãi khi anh hôn môi Jenny Hermoso, một trong những cầu thủ nổi tiếng của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Sự việc xảy ra khi Jenny Hermoso lên khán đài nhận huy chương vinh danh đội tuyển quốc gia. Hành động này nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý và gây xôn xao trong dư luận thế giới và đặc biệt là ở Tây Ban Nha. Sau nụ hôn, Jenny Hermoso công khai tuyên bố rằng cô không thích và không đồng ý với hành động của Luis Rubio. Cô cho rằng đây là một hành vi không có sự đồng thuận của cô. Jenny Hermoso không lâu sau đó đã nộp đơn khiếu nại tới văn phòng công tố tòa án quốc gia Tây Ban Nha. Ở Tây Ban Nha, hành động không có sự đồng thuận trong các mối quan hệ tình dục có thể bị coi là tấn công tình dục và bị phạt tù từ 1 đến 4 năm. Mặc dù hình phạt tù có thể áp đặt, thẩm phán vẫn có quyền xem xét và hạ mức hình phạt nếu họ thấy thích hợp. Trong trường hợp này, họ có thể thay thế hình phạt tù bằng mức phạt tiền. Điều này có nghĩa là nếu Luis Rubio bị buộc tội và kết án, ông có thể tránh khỏi án tù. Sau khi Jenny Hermoso nộp đơn khiếu nại, tòa án hiện đang xem xét và có 2 tháng để quyết định liệu có tiến hành phiên tòa hay không. Trong trường hợp tòa án quyết định tiến hành phiên tòa, cả Jenny Hermoso và Luis Rubio đều sẽ phải xuất hiện để làm chứng. Jenny Hermoso sẽ đưa ra bằng chứng và lời khai trước tòa án. Sau đó Luis Rubio sẽ có cơ hội phản hồi trong một quá trình có thể kéo dài đến 6 tháng. Luis Rubio đã phải đối mặt với áp lực từ dư luận và lời kêu gọi từ chức sau sự việc này, nhưng ông vẫn kiên quyết từ chối từ chức và không rút lui khỏi vị trí chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Trong một cuộc họp báo bất thường chỉ cách đây 5 ngày sau trận chung kết World Cup, ông đã đưa ra tuyên bố đầy thách thức và cam kết cải thiện đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jorge Valla. Tuy nhiên, huấn luyện viên Jorge Valla đã bị sa thải sau đó chỉ vài ngày khi một số cầu thủ Tây Ban Nha từ chối tham gia đội tuyển quốc gia dưới thời ông, gây lo ngại về phương pháp huấn luyện và quản lý của ông trong năm trước đó. Luis Rubio đã bị FIFA đình chỉ sau sự việc này, tạo thêm sự phức tạp cho tình hình.